Timan đã trở lại đây. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm vô cùng độc đáo và không kém phần trang nhã. Vàng thật không sợ thử lửa, mà giày thật cũng không hề lo lửa. Chúng tôi hơi lửa lên giày, hơi đều khắp giày với một ngọn lửa lớn. Giày không hề bị có rút hay cháy xém. Bạn cũng sẽ không lo mua phải hàng nhái, hàng giả vì bên trong giày có logo Timan chính hãng. Đặc biệt phần đế trụ chắc chắn, chịu lực tốt, giúp tăng chiều cao mà không lo khó di chuyển, không lo trơn trượt. Cuối cùng chính là hình ảnh đôi giày khi lên dáng, cực kỳ ôm chân, tôn dáng, cam kết không làm đau gót chân. Khi mua sẽ đi kèm thẻ bảo hành và một chiếc hộp vô cùng tinh tế của Timan. Để đặt hàng, khách hàng vui lòng để lại số điện thoại bên dưới, Timan sẽ gọi lại tư vấn nhiệt tình. Bảo hành ra và chỉ trong 5 năm, bao đổi trong 7 ngày, được xem hàng trước khi nhận, miễn phí giao hàng tận nhà. Để lại số điện thoại đặt hàng ngay.